Thái chuối ngâm nước muối đây để nấu canh chuối các bạn ạ. Dân dã miền quê quê mình là hay nấu canh chuối. Sáu quả chuối. Chuối là mình lấy cả vỏ chuối các bạn, chuối tiêu mà. Trong này người ta gọi chuối lùn đấy. Lấy cả vỏ chuối ăn mới ngon. Đây là vườn hoa nhà mình vẫn đang tiếp tục trồng hoa đấy các bạn. Trên kia là vườn chuối của nhà chị hàng xóm đấy các bạn. Chuối bây giờ sắp đến mùa mưa rồi, nên là nó cũng rạc rạc, nó chưa được xanh lắm. Lâu lâu mình mới lên trên đấy chứ. Ô, trời ơi, các bạn có thấy không? Hình như cây chuối trên kia nó bị đổ rồi các bạn ơi. Ô, nó bị gãy rồi. Mình lên mình xem sao các bạn ạ. Ô, đây là một bụi chuối tiêu các bạn ạ. Ô, đúng rồi, gãy rồi. Gãy rồi, gãy rồi. Cây chuối nó có buồng, nó nặng quá, nó gãy các bạn ơi. Đó. Ô, đúng rồi, gãy gục đây rồi. Thế là gãy mất buồng chuối rồi các bạn ơi. Chuối này chưa có già. Buồng chuối này chưa già các bạn ạ. Đây này các bạn ơi. Đấy. Mình đang ngồi bên buồng chuối đây các bạn này. Nó bị gãy nhưng mà buồng chuối chưa có già đâu các bạn ơi. Nó vẫn còn non. Chuối này các bạn ơi, chuối này chỉ phù hợp cho xào hoặc nấu canh thôi, chứ bây giờ nó chưa già đâu các bạn. Quả nó còn non lắm. Thôi, cái chuối này của nhà chị hàng xóm, nhà mình với nhà chị làm chung nhau một cái vườn này, mượn đất người ta các bạn. Thế thì bây giờ mình xin chị hàng xóm, mình sẽ xin chị một ít chuối về để nấu một món ăn. Đây là chuối tiêu đấy các bạn, định để già đây. Nhưng mà bây giờ nó gãy mất rồi. Chắc hôm qua nó gặp cơn gió nó gãy rồi. Mà non như này thì chỉ còn nấu canh hoặc xào được thôi các bạn. À, mình nghĩ ra rồi. Một món ngon từ chuối xanh. Bây giờ mình cắt chuối đây các bạn. Gãy gập như này cơ mà các bạn. Chắc nó bị bão nó lại nặng cái đầu này. Không kiểu như là chị ấy không chống cho nó ấy. Cây chuối mà có buồng như thế này là phải lấy cái cây chống vào đây, nó gió nó không bị gãy. Bây giờ mình xin cái nhánh này đi về để nấu canh đi. Ôi trời ơi, cắt thế nào đây? Nấu canh thì chỉ cần mấy quả thôi chứ khó cắt lắm các bạn ạ. Nhựa nó chảy nhiều quá, mình dại quá. Đấy. Ô, được rồi. Một nhánh này là đủ bữa rồi các bạn ơi. Ô, nhiều nhựa lắm. Đấy. Ồ, bây giờ phải vào kia, cũng vườn mình thì cái gì cũng sẵn các bạn ạ. Vào kia hái thêm một ít lá lốt nữa các bạn. Hái thêm lá lốt nhá.
lốt ngon chưa các bạn này? Lá lốt này á, trời ơi, nấu với chế biến được rất nhiều các món ăn như là thịt bò lá lốt, thịt bò nướng lá lốt, ếch kho lá lốt, ốc xào lá lốt, rất là nhiều món các bạn. Nhưng hôm nay thì mình lại chế biến món lá lốt với chuối các bạn ơi. Chuối với lá lốt thơm, tốt cho sức khỏe. Đấy, trong vườn nhà mình cứ trồng như này đến lúc nó tiện lợi lắm các bạn. Lá lốt nó dễ sống lắm các bạn, chịu được bóng râm. Đấy, ưa bóng râm lắm. Trồng xung quanh cái cây dọc mùng này này, rất là tiện, ra vườn cứ hái là có ăn thôi. Chứ còn đi mua nhiều lúc có lúc không, rất là khó khăn các bạn. Thế này thôi, mình cứ nhổ mấy cây mình trồng vào đây là mình có ăn rồi. Những bạn nào nhà không có đất ấy, thì chúng ta trồng vào chậu, trồng trên ban công cũng được. Lá lốt lên dễ lắm các bạn. Ôi ôi, thỉnh thoảng làm bò cuốn lá lốt hay là chuối om lá lốt này cũng ngon lắm, lạ miệng, ngon lắm các bạn. Nó thơm thơm, thực sự nó rất ngon luôn. Nó khác xa với những cái món sơn hào hải vị, nó dân dã nhưng mà ngon và bổ dưỡng các bạn ơi. Nên là chúng ta nên nhớ trồng thêm mấy cây lá lốt nhá. Mình hái hết lượt đi, xong mình cắt đi. Ê, hôm nay mình cắt luôn đi các bạn, để cho ít nữa nó mưa xuống các bạn, nó nảy mầm lên non lắm. Đây này, mình cắt đi. Đây, ai trồng thì lấy cái thân này trồng được này. Mình cắt hết những cái thân già này đi các bạn này. Đấy, để nó tập trung nó nuôi những cái mầm này này các bạn này. Những cái mầm mới mọc này này. Mưa xuống một cái nó lên tốt các bạn, lá nào lá đấy to hơn bàn tay này này. Là lúc đó mang vào quấn chả nướng lên, ôi dồi ôi, bò lá lốt là thôi rồi, ngon lắm. Đấy, mình cắt hết đi, tại vì sắp mưa rồi các bạn, mình cắt sạch đi để cho nó lên, cho đến lúc mưa xuống lên nó non là mình thao hồ hái. Mình vừa trồng vừa chăm sóc thế là mình có ăn đấy các bạn ơi, không phải cầu kỳ, cũng không phải tốn nhiều công, thế rồi gì nữa, không tốn nhiều phân, cái này nó không tốn phân mấy đâu các bạn. Cứ đủ nước này, cái dọc mùng này cũng thế này. Đấy, đấy, cắt đi, cho nuôi những cái mầm lên nó non, lá nào mình ăn được thì mình lấy. Lá này ngon quá. Đấy, thì hái đem vào để tối nấu này. Chuối xanh đây rồi, lá lốt đây rồi. Ôi, chừng này là đủ rồi các bạn ơi, nhiều rồi đấy. Thơm ngon lắm các bạn ơi. Rồi, và chúng ta đi vào nhà thôi các bạn nhé. Rồi, một rổ sản phẩm rồi. Nắng nóng, mặt đỏ như là xây rượu ấy. Đỏ phừng phừng. Hôm nay vẫn nắng lắm, tối hôm nay không biết mưa to gió lớn không đây các bạn. Đấy, thái chuối thôi các bạn ơi. Thái chuối ngâm nước muối đây, để nấu canh chuối các bạn ạ. Dân dã miền quê, quê mình là hay nấu canh chuối. Vớt ra đây cho nó ráo, xong rửa lại. Cho muỗng muối là rửa cho sạch các bạn, sạch nhựa. Bây giờ thái thịt luộc này ra các bạn đây, thịt ba chỉ thái sẵn rồi, luộc rồi xong thái mỏng đây, bây giờ mình thái nhỏ ra hơn nữa các bạn. Nó vẫn hơi cứng cứng.
Thái thịt xong rồi thì thái lá lốt các bạn. Lá lốt nữa là xong. Đấy, lá lốt cũng để vào một góc đổ. Thịt một góc, chuối một góc, chuối một góc, thịt một góc, lá lốt một góc. Thế là xong. Đem vào nhà nấu canh chuối thôi. Mua đâu, gặp thì mua, ăn được thì ăn, chứ ăn được thì thôi. Muối là rửa mũi muối, cho ít muối ít bột ngọt nên thấm cái miếng thịt. Cho ít hành là nó thơm, hành tím cho thơm cái thịt em. Đấy, thơm cái thịt lên, cho hành tím vào cái thịt nó thơm lắm, thịt nhau. Đó, thịt như này rồi các bạn này. Thịt heo ra mỡ rồi đây, bắt đầu mình mới cho chuối vào. Xào chuối trước. Chuối là mình lấy cả vỏ chuối các bạn, chuối tiêu mà. Trong này người ta gọi chuối lùn đấy. Lấy cả vỏ chuối ăn mới ngon. Một con đầy thêm chuối dân dã nhà quê, cho thêm chín muối nữa các bạn. Nấu đơn giản nhất trong các loại nấu canh, canh chuối đơn giản nhất trong các loại canh, có gì ta nấu đó, cho một ít bột ngọt nữa vào đó. Rồi đảo đều lên. Thế thôi. Cho một ít nước mắm nào các bạn ạ. Cho một muỗng nước mắm. Muỗng to các bạn nhé. Đảo thêm độ 3 phút thôi là được. Ngấm mắm, ngấm muối, ngấm thịt rồi. Mình bắt đầu mình cho nước vào thôi. Lấy ít nóng quá. Lấy ít nước để mà còn chan cơm. Rồi ta đun mềm luôn. Bây giờ chỉ việc đun nồi canh chuối nữa thôi các bạn. Rồi luộc cái gì? Luộc lòng heo nữa. Làm một nồi luộc lòng heo nữa là xong. Bữa cơm. Đấy, ông xã lại lôi cui làm nòng. Một chảo. Tiết mục bóc tỏi. Chuẩn bị làm nước chấm. Không thích ăn thì bỏ. Ngày nào cũng ăn cá. Cá nhà làm được là rất nhiều. Thoải mái ăn.
Mấy tép tỏi này là đủ rồi. Lòng xong rồi đấy các bạn này, một chảo luôn này. Bực lòng ăn lòng cho một nửa thôi, tí nữa cho tiếp. Nửa muỗng muối rồi các bạn. Nước luộc lòng này, miếng gừng nữa. Đó. Thế là đậy nắp vào, đun sôi luộc lòng này. Đây này, lòng non này, gan này, cật, thịt, gan này. Luộc lộn xộn ăn cho nó ngon. Wow, nồi canh chuối đây các bạn ơi, chín rồi đây, mềm rồi đó. Thử một miếng xem sao nhá. Đấy, miếng chuối vẫn nguyên xì các bạn, nhưng mềm lắm rồi. Ngon lắm. Cho nốt lá lốt và đun nữa là xong đấy các bạn. Lá lốt mình cho sau này nó thơm lắm. Đó. Đun sôi này nữa là được nồi canh chuối thôi. Đấy, canh chuối nấu đơn giản vậy thôi. Ăn cho nó mát nó ngon. Nồi nước luộc bên này sôi rồi. Dạ dày cho gan này, rồi cật, rồi dạ dày vào luộc trước, lòng luộc sau đây các bạn, lòng để luộc sau. Thế là nồi canh chuối đã chín xong, bắn được chấm rồi đây các bạn. Không có ớt đỏ, ta làm ớt xanh, tỏi, ớt. Xong bắn được chấm, được chấm lòng. Chưa đến giờ được ăn. Ngồi đây chờ một lúc các bạn ơi, nóng quá. Cái chỗ các bạn này, con tum này, nóng lắm. Đấy, xong cơm canh rồi đây cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm mình. Bát canh chuối, đĩa lòng heo, bát nước chấm. Một bữa ăn đơn giản của nhà ta. Cho đây. Đấy, thế là một rổ rau nữa. Chà, thử lòng heo xem ngon không? Tiếng lòng với cái rau húng như này mới ngon. Ui thơm lắm. Rau húng thơm quá. Ngon ngon ngon. Gọi là ăn say sưa. Lâu lâu mới ăn này. Canh chuối này. Mệt.